Ở bên đó thì bên đây lỗ này bít lại nha, chim chứ nó sấy vô cái này nó ở nhiều lắm nha bà con, đừng nên để hai cửa hai bên. Rồi để lên thằng ba quay vào coi mình xem ha. Nè cái lỗ để lỗ của chim thấp chuẩn rồi nha bà con. Cái này nè phải để đây bắt lo bắt chùm 4 này mà nè. Nó thưa quy rồi nè, 4 trời không có thằng nào ngăn phòng hết á, thằng nào để trống rồi không có ngăn phòng, cửa là quá thấp rồi nè, cái này là cửa vô quá thấp rồi nha bà con. Cái cửa này quay một đó có thể là bắt cái này là cái lo dẫn rồi nha bà con, nó dẫn ngoài đó để chim bên đây vô đây là nó nghe nè. Các nhà chim ở Lâm Đồng nha bà con. Đây này nè. 10 x 20. Đây có hồ nước nè. Hồ nước chống kiến nha bà con. Đây suối thôi. Ở đây là trồng sầu riêng nhiều lắm. Tỉnh thuộc tỉnh Lâm Đồng, gần ở Ma Ra Rui, suối chảy kia à ngoài cũng vậy, róc rách chảy quá mạnh. Ở đây sầu riêng trồng nhiều lắm, đây suối đây. Ồ, quá đã, suối quá đã luôn. Quá mạnh rồi, quá tuyệt vời. Giờ này xuống tắm mát à, mát lạnh luôn. Đây là chim này. Để vô trong bây giờ con mình xem ha. Nhà này cũng cỡ 4 năm ngoài. Quá trời sầu riêng. Đây, vừa quay mình thấy cho con mình xem ha. Đây là 5 cam ly. 4 sàng, 4 cái đầu giò nè. Xài thăm mơ cơ nha. Đây là cái đường đi lên nghiêng nè. Đây đường lên nghiêng ha, độc lập. Vô xài một vậy ha, con con ha. Thôi cũng mẫu vậy luôn. Sàn này cũng đâu thấy tổ gì đâu. Thưa quá. Tổ là thưa thưa phải không? Phân bón gì đâu. Thì chim mày bị con gì cắn rồi nè, đứt cánh hết trơn rồi nè. Làm như bị con gì nó ăn á, chú Thành. Đứt cánh trơn nè. Nè đứt cánh luôn nè. Ô con gì cắn rồi. Rồi có thiên địch rồi nè. Rồi. Con đứt cánh. Đứt cánh hết. Rồi giờ được chó chắc cú luôn rồi. Nè, giờ được nó quá cắn rồi. Được chó rồi.
giờ đồ chó nó hay đi vậy. Có camera mua lại nên chúng là mua mua lại phần một nè. Có ảnh đường nữa nè. Ê, ảnh đường vô được hay vậy? Thằng đâu có nhiều tổ đâu. Cái tổ đó là cái con rớt ra đây nè, nói em nè. Điên là nay giờ là giờ đó. Đúng rồi, giờ đó nó chí rồi đó. Rồi tiền có bán ở trên này. Nè, giờ là chết rồi. Đây cái con luôn mà về luôn với đầu con lớn quay ha. Bắt đây bắt lò bắt chùm 4 này mà nè. Nó thưa wheel rồi nè. Trong mé thì cái lo đôi hai khoảng nè, bắt kiểu này cũng không biết kiểu gì luôn, cửa là quá thấp rồi nè, cái này là cửa vô quá thấp rồi nha bà con, cái cửa này cửa phòng này xuống tầm đi ngang đầu à, tầm 1m7 à ha, đây nè, đây cửa vô nè. 1m7 à, thấp quá, chim từ cao xuống nó xuống đây nó mới thấy chui, nó chui lòn này xuống dưới này nè, làm mở cũng hai phòng luôn nè, mở hai bên đây, mà ba lỗ, ở đây ba lỗ nè, lò lò HP 1000, lỗ một cái HP 1000, rồi bên đây cũng bị luôn. Một cái HP 1000 luôn. Trên kia thì xong tầng bóp cổ bên kia đó. Đó đó để đường cho đường đi ra lên bắt lo cho dễ nha bà con. Tốt nhất cũng phải tạo điều kiện ha, xây tạo điều kiện sao để có cái miếng bệ để bước ra bắt lo trên mấy cái sau này có báo trì này kia đó, đi ra bắt nghe lo lo miệng thu chim á. Rồi để lên sàn thứ hai coi cho con mình xem ha. Sàn thứ hai ha. Nhà làm được đường đi riêng, nha con. Chùm 4 không biết bắt kiểu gì luôn. Thì nó bắt đây anh chùm, bên đây anh chùm. Ở đây cái lo 4 cái nữa cái quay ngược xuống trong này. Không biết bắt kiểu gì luôn đó. Nè. Không phải là bắt một ô một cái nữa. Dạ, ô không phải ô một cái luôn. Đây số chùm 4 nè, 1 2 3 4 tổ nè. Cái thứ hai. Đây nó bu vô trong nè, nó bu vô trong nè. Sàn một bị thiên địch nhiều, sàn thứ hai này thì không thấy cắn. Nè cái lỗ để lỗ luôn kim thấp chuẩn rồi nha bà con. Cái này nè phải để lỗ con chim phải để lên cao chút nha bà con, để này nó bay dính bay chung dưới chung lòn lên không à. Đây nè, đó lỗ đứng ngang đây luôn nè, cái cửa này phải mở lên trên nha bà con, ở phải tầm ở tới lên tới đây ha, mở thêm tới đây nè, một chùm cu. Ôi em nghe nè, ok đó. Mở bên nào mở một bên thôi nhờ con, đừng mở để hai ba bên ha, tọt chung đường này hay tọt đường kia, nó chung kia lên đây vô đây cũng tọt,
nó đọt ra đây hả? Chỗ này bà con để như để cửa bên bên đó đúng không? Để cửa bên đó thì bên đây lỗ này bít lại nha. Chim chứ nó sấy vô cái này nó ở nhiều lắm nha bà con. Đừng nên để hai cửa hai bên. Rồi để lên thằng ba quay vào cho mình xem ha. Nhà có thân địch nhưng mà âm thanh thì chưa nghe âm thanh. Đây xài thứ ba này ha. Sàn thứ ba này thì tổ nhiều hơn hai sàn dưới. Dạ. Cửa phòng để thấp chuẩn như thế. Ba tổ nhiều hơn hai sàn dưới. Sàn thứ ba tổ được hơn ha, không có nhiều mấy. Vô cái phân mà lâu quá không có hốt quá bà con, thấy nhiều chứ tổ cũng thưa không à. Phân lâu ngày quá không có hốt quá, nó nhiều thì nó thấy phân nó nhiều. Để hai ba cửa, bên đây một cửa, bên đây để một cửa để thấp chuẩn, tốt nhất để lên cao, phát lên cao một chút rồi ngay có đèn đội nghe bà con. Lo bắt thưa mà không có điều lo nữa. Bên đây chùm 4, bên đây chùm 4, ở đây 4 cái quay trong đó đó. Quay trong đó chắc thể là bắt này là cái lo dẫn này nha bà con. Nó dẫn vào đó để con chim bên đây vô đây là nó nghe nè. Lên sàn thứ tư quay bà con mà xem ha. Sàn này tổ nhiều hơn ha. Sau cái bọn này bắt đầu cái thằng tiên tùng là tổ nhiều. Nó cần dưới chó nó nở luôn. Đây nè, nghe cái bạc nè. Còn thứ tư nó gãi phân nó gãi đều hơn. Chim chép tử giả đông. Tặng cạc xuống nhiều dưới đớp hết nhiêu rồi đó. Nó mở được hết mất nó phải còn rồi mà cái này là nhà nó vừa giờ được đó ha nó nên tới nó từ giờ được rồi đó nhà đây là thì em nó cứ bữa nay nó no thì ngày mai nó sẽ nghỉ hai một thế thì này còn hai nhưng mà giữ được có giờ được đó hiện tại cũng được đó.
bốn trời, không có thằng nào ngăn phòng hết á, thằng nào đỡ trống rồi, không có ngăn phòng. Ở đây được cái bạc phòng xuống dưới luôn, phòng xuống quá thấp luôn. Đây này là hộ ngăn này cho che sáng rồi con, che bớt sáng nha. Tốt nhất ngăn phòng, ngăn phòng lại mở mở cửa đây cho chi nó vô nha bà con. Tốt nhất để một lỗ này ha, bích một lỗ để một lỗ thôi nha bà con. Đây là miếng hang nè. Quay cũng video cũng dài à. Em xin kết thúc video rồi con. Hẹn bà con mình clip sau ha. Rồi, bye bye, xin chào bà con. Bà con xem kênh nhớ đăng ký kênh ha. Nhớ nhấn chuông để em làm clip sau bà con để xem được nha bà con.